Anh đi theo tôi làm cái gì? Tưởng đâu em không muốn nói chuyện với anh nữa chứ. Anh cho em. Em muốn gì anh cũng cho em được hết. Cho em hàng. Lên cơn thèm má cưng. Nhưng mà em sẽ chịu anh chứ. Yên tâm đi cưng, anh sẽ không để cho cưng thiếu thốn gì đâu. Đứng dậy. Là do anh hết á. Anh hại tôi ra nông nổi như vậy nè. Là do anh hết á. Mình đi. Mẹ thấy cái nhà bên đó có đẹp không? Mẹ có thích không mẹ? Cả đời mẹ chưa bao giờ dám mơ sẽ được sống trong ngôi nhà đó. Nhưng mà mẹ không cần những thứ đó đâu. Mẹ chỉ mong con sống đàng hoàng, lương thiện như người ta là được rồi. Con đi gom tiền, con mua cái nhà đó cho mẹ nha. Mẹ không tin con hả? Mẹ không tin con là đúng rồi. Suốt cả cái đời này, con
con cũng không mua nổi cho mẹ đâu. Uống nước đi con. Dạ con cảm ơn dì. Hôm nay anh Thông về, con qua đây là để cảm ơn ơn nghĩa của dì. Nhờ dì mà anh còn có cơ hội. Ơn nghĩa cái gì bay? Mấy năm nay một mình bay gồng gánh nuôi con, thằng Thông như vậy là có phước lắm đó. Bây giờ hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nha. Dạ. Mà đã một lần cai nghiện rồi là phải dứt khoát. Còn tương lai của thằng con bay nữa. Dạ, con cũng không biết sao nữa gì. Con cứ thấy lo lo sợ sợ sao cái gì. Lo cái gì mà lo hả con? Mà bây giờ thằng con bay sao rồi? Dạ, thằng nhỏ con gửi nhà trẻ rồi. Mà anh Thông cũng đi học sửa xe ở ngoài đầu hẻm. Chiều anh sẽ rước thằng nhỏ về giùm con. Vậy thì tốt quá. Dạ. Thông nó qua, con mở cửa cho nó đi. Dạ. Anh, vô đi anh. Vô đi anh. Con, vô đây, vô đây con. Vô đây. Vô đi anh. Ngồi đây nè. Dạ con có chuyện gì? Ngồi đi con. Ngồi xuống đi anh. Lúc này con thấy làm sao? Khỏe không con? Dạ con khỏe. Tốt rồi. Hôm nay con qua đây là để cảm ơn gì? Trời ơi, cảm ơn cái gì hả con? Thôi, bữa nay hai đứa tụi bay ở lại ăn cơm với dì nha. Ở lại ha. Đừng có khách sáo. Để dì vô dì dọn cơm. Hai đứa lại đây ăn cơm với dì cho vui ha. Dạ. Anh Thông, anh sao vậy? Anh sao vậy? Anh Thông. Anh sao vậy? Dì ơi, dì ơi. Dì ơi. Sao anh vậy con? Anh? Sao vậy? Hả? Nó sao vậy con? Con cũng không biết anh sao nữa. Hay là anh lên cơn hả dì? Nó chưa hết nghiện hả? Con cũng không biết nữa. Giờ con phải làm sao hả dì? Anh ơi. À, con ôm không? Ôm nó. Ôm chặt vô. Ôm chặt vô. Cô Hoài. Anh Nam. Anh Thông đã bị tái nghiện rồi hả cô? Dạ. Người ta nói anh đã sử dụng ma túy rồi thì khó bỏ lắm. Con hoài quá. Oh.
Tôi không thể sống với anh được nữa. Tại sao chứ? Anh là một thằng nghiện đáng kinh tởm. Tôi sai. Tôi biết tôi sai. Biết sai sao còn mấy ma túy đá. Nó không chỉ giết anh, giết tôi, giết cả con nữa kìa. Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi đã thấy một người đã chết cùng vì ma túy. Nếu anh còn mơ tưởng tới ma túy, sớm muộn gì nó cũng giết chết anh. Anh muốn chết, sao không chết luôn đi, để mẹ con tôi đỡ khổ chứ. Tôi không muốn sống với anh nữa. Tôi đã hết sức chịu đựng rồi. Tôi xin lỗi. Tôi cũng tưởng là mình đã cay được rồi. Xin lỗi. Anh xin lỗi nghe mắc cười quá. Sẵn đây, tôi cũng nói cho anh biết. Tôi sẽ gửi con về quê cho má nuôi. Còn tôi sẽ đi làm. Anh sống sao, tôi mặc kệ, tôi không quan tâm anh nữa. Nhưng mà má lớn tuổi rồi. Em gửi con về đó tội nghiệp má. Nhưng tôi phải đi làm. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Từ lúc anh cưới tôi tới giờ, anh có phụ được gì cho mẹ con tôi chưa? Đem về phòng giám định cho tôi. Tôi biết rồi.
Sốc ma túy. Ở khu vực này hay xuất hiện con nghiện gây ám ảnh cho người dân. Thư bị làm sao? Cậu đúng là đồ khốn nạn. Tôi chỉ có một đứa con thôi, vậy mà bây giờ cậu làm cho nó người không ra người, ma không ra ma nữa. Em tới đúng lúc lắm. Dạ. Nè, em coi đi, giờ cho tôi biết người này bị cái gì. Người này thi thể tím, đồng tử co và có vết tim ở trên tay. Người này bị sốc do tiêm chích ma túy phải không thầy? Vậy là ông ấy vừa mới ở trại cai nghiện về hả thầy? Đúng vậy, nhưng không có nghĩa là ông ấy cai nghiện hiệu quả. Việc đó thuốc nhiều ngày có thể làm cho ông ấy muốn tăng liều hơn. Ông ta đang bị phù phổi cấp tính, trong phổi có dịch màu hồng chứa đầy các phế nang và hệ thống phế quản. Khi lượng dịch bọt này nhiều, có thể thấy cả ở khí quản, thậm chí đẩy ra ngoài mũi, miệng làm thành một cái nấm bọt. Y học gọi đây là chết đuối trên cạn, vì trong phổi có dịch, oxy sẽ không vào được và ông ta sẽ chết do ngạt. Em đem con về ngoại gửi rồi hả? Tôi nhận sửa xe được mấy chiếc rồi, cũng đủ tiền em đi chợ rồi nè. Hoài,
Em đi đâu mà ăn mặc kỳ vậy? Tôi đi xin việc làm. Em xin việc làm gì mà son phấn dữ vậy? Hoài, Hoài, chờ tôi với. Hoài, Hoài. Nghỉ chơi được chứ. Làm ơn đi. Tiền mặt. Bả quá rồi. Anh lấy giùm đi. Anh làm ơn lấy giùm đi. Rồi. Quay. Em tính đi làm ở vũ trường hả? Tôi nghe nói làm gái vũ trường tiền nhiều lắm. Em bị điên hả? Em đã có chồng có con rồi mà. Tôi có chồng mà cũng như không à. Nó còn quan trọng gì nữa đâu. Hoài, tốt, nằm xuống, bò qua. Cố lên, sát xuống. Đúng rồi, thả mông xuống, bò qua. Tiếp. Nè. Nằm xuống, bò qua. Đúng rồi. Tốt, 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 tốt. Thầy. Sao?
Thầy còn quay phim lại nữa hả? Thì phải quay phim lại, chứ không thôi em nói tôi không chu đáo với em. Trời ơi, cũng nhờ sự chu đáo của thầy á mà em lăn lê bò trường từ sáng tới giờ hết 4 tiếng đồng hồ luôn á. Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ tạm thời cho em nghỉ. Thiệt hả thầy? Thiệt. Yeah, bởi vậy thầy là số 1. Yeah. Ui, ầu, đau quá nè thầy ơi. Em có sao không? Được rồi thầy, cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy. Chào em. Thầy làm gì qua đây ngồi cắt móng tay vậy? Chuyện thường tình của cuộc sống thôi. Khát thì uống, đói thì ăn, móng tay dài thì cắt. Trời ơi. Trời ơi. Một cô gái xinh đẹp tại sao lại để móng tay dài như vậy chứ? Tại vì bữa giờ ở bệnh viện nhiều việc quá nên không đi được. Sẵn tiện cắt giùm luôn cho. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì thầy? Tưởng là hồi nào đến giờ mình chỉ cắt móng tay cho người chết thôi. Ai dè bây giờ lại được cắt móng tay cho người sống. Ý, không lẽ làm gần. Thầy này Xin lỗi nha, có sao không? Thầy này. Tại vì nào đến giờ cắt cho người chết không ta nằm im dễ cắt lắm. Người sống cứ nhúc nhích hoài khó cắt quá. Trời ơi. Ê, hay là giờ nằm dài ra giả bộ nhắm mắt để tôi cắt cho dễ cho nhanh. Ê. Không. Tiếp tay kia, để nó dạng bên kỳ lắm. Thầy. Bao tiếp cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thấy em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình dẫm nát thân em. Người đời vô tình dày xéo lên em. Người đời vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi, trong đêm màu mờ mờ, sâu những cơn say nghe hồn. Em đó cho anh được không? Bơ vơ, và từng đêm về hồn có cô đơn. Và từng đêm về hồn có đau thương. Và từng đêm về lệ gót đầy vương. Tiếc cho em, ta tiếc cho em. Nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa. Nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lời chuyện gì đó. Tôi bị tụi nó sờ mông. Có bò không? Không. Tát bể mặt nó. Nếu như mà nó bò, chịu khó cho nó sờ đi. Nó thấy thích sẽ kêu cô đi đêm với nó. Thì cô có tiền chứ lo gì. Nhưng tôi chỉ xin làm phục vụ bưng bê thôi mà. Khờ vậy. Nè, đừng có hát mấy bài buồn rầu sầu thảm nữa được không?
Ở đây là vũ trường mà. Kiếm mấy bài sôi động hát đi cưng, vậy mới bền được chứ. Hồi nãy cô hát bài gì vậy? Em hát bài... bài ca cho người kỹ nữ. Đúng là nghe buồn muốn chết. Tôi ngồi đây được chứ? Cô hát cũng khá đó, nhưng mà không phù hợp với nơi này đâu. Anh làm ở đây lâu chưa? 10 năm. Lâu vậy à? 10 năm là làm vũ trường, chứ không có riêng gì ở đây. Còn cô? Tôi vừa mới tới thôi. Nếu cô cần khách thì cứ nói với tôi. Suy nghĩ nhiều nữa. Tôi sợ lắm cô ơi. Tôi biết rồi. Không có đâu. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Cô đừng có gạt tôi. Tôi biết mà. Tôi biết mà.
ăn ở mà đàng hoàng. Có trước có sau, chết sẽ được lên thiên đường. Còn ăn ở giống như tôi, bất hiếu, chết đi sẽ bị xuống địa ngục. Cô mệt quá rồi, đi để tôi đưa cô về nhà nghỉ. Tôi muốn đi chùa. Đưa tôi đi chùa nha. Được. Lạy Phật, thực sự là con không còn xứng đáng mong gì cho mình nữa. Bây giờ con chỉ xin trời Phật. Cảm ơn cô nha. Mà phải công nhận tới đây bình an nhiều hơn. Chứ ở trong vũ trường muốn nổ tung cái đầu. Vậy sao cô còn gắn mình với cái vũ trường đó nữa? Nói vậy thôi, chứ không có nó lấy gì ăn. Cô còn nhiều công việc khác để cô có thể lựa chọn kia mà. Chỉ học hết lớp 5 như tôi, đi quét rác người ta còn không nhận, làm gì giờ? Cô chỉ mới học tới lớp 5 thôi sao? Vậy là cũng nhiều rồi. Nhưng Thư hát rất hay. Tôi cứ nghĩ là Thư được đào tạo bài bản nữa đó. Phải chi tôi được đào tạo bài bản như vậy thì chắc bây giờ tôi sẽ rất nổi tiếng. Không phải sống cực khổ như bây giờ. Thư hát rất hay. Giá mơ tôi chọn cho mình con đường khác. Trời ơi, số của tôi là vậy mà. Chấm hết. Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. Rồi nhẹ đôi gót hai, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. Tặng em đi. Thơm quá à. Thank you.
có sao không? Con, nằm xuống đi. Cảm ơn con nha. Dạ, không có gì đâu cô. Tôi khổ tâm với nó lắm cô à. Trời mưa lớn quá à. Nếu mà cô không ngại thì cứ ở lại đây, rồi mai hãy về nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cô làm công việc gì vậy? Tôi đi bắt trùng chỉ. Vậy thì quanh năm cô phải lặn hộp ở dưới sông rồi. Người chơi cá cảnh nhiều á thì cũng đỡ lắm. Nhưng có điều, muốn bắt được trùng chỉ thì phải tìm những khúc sông ô nhiễm. Thấy anh Thư nghiện ma túy như vậy, cô không la cổ sao? Cũng tại tôi, tôi không lo cho nó được đàng hoàng. Uống một ly chứ. Nhưng tôi phải về rồi. Chỉ là nước trái cây thôi mà. Uống một ly đi. Cô cần học lại cách ăn mặc đó. Có chồng rồi hả? Sao anh biết? Chắc nhìn tôi là anh biết. Có con chưa? Chưa. Vậy hả?
Cảm ơn anh vì ly nước. Tôi phải về rồi. Anh Thông ơi, anh Thông. Anh Thông, anh làm gì vậy anh Thông? Có ai cầu cứu với? Anh Thông, có ai cầu cứu với? Anh Thông ơi, anh Thông, có ai không cứu với? Anh ơi. Anh Thông ơi. Hôm qua cô đưa tôi về hả? Sao? Cô đỡ hơn chưa? Uống thuốc quen rồi. Tôi bình thường. Mẹ cô, bà ấy thương cô quá. Thương tôi gì? Bà la tôi hoài chứ thương gì? Cũng là vì lo cho cô thôi. Tự tôi lo cho tôi chưa xong nữa, ai lo cho tôi đây? Cô đang nhìn qua bờ bên kia đó hả? Sống ở bên này, ai cũng từng mơ ước về bờ bên kia. Mẹ tôi làm nghề sút trùng chỉ, mà nước sông bên đó toàn là nước ô nhiễm không à. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không giúp được gì cho mẹ hết. Con chào cô, xin phép cô con về. Cảm ơn con nha. Bữa nào rảnh ghé chơi ha. Dạ, con biết rồi ạ. Những kẻ buôn bán ma túy không gớm tay gieo cái chết trắng xuống đầu con người, trong đó gieo cả cái chết cho những người thân quen ruột ra của mình. Nguyễn hay lão phù thủy chính là kẻ tội đồ đó. Cái chết trắng từ lâu là nỗi thống khổ của loài người. Ma túy khiến bao gia đình tan nát, những mối quan hệ bị gãy dụng bởi tính nhân không còn trong nhân cách một con người. Hậu quả đó, những kẻ như Nguyễn hay lão phù thủy nhất định phải bị trừng trị thích đáng. À, bà ngồi đi.
tòa án và các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp nhanh, đồng bộ về mặt hoàn tất thủ tục pháp lý để việc đưa người đi cai nghiện ma túy bắt buộc kịp thời, không để kéo dài chậm trễ như hiện nay nữa. Vấn đề là ở chỗ số con nghiện ma túy càng ngày càng tăng lên, cốt lõi vẫn là việc ngăn chặn những số ma túy tuồn vào Việt Nam ngày càng nhiều. Việc của chúng ta ngày càng khổng lồ. Nhiều lúc ba cảm thấy ngán ngẩm với cái xã hội tội phạm hiện nay, chúng y như những giòi bạch tuộc. Sao mẹ không ăn đi? Nhớ nhớ gì hoài vậy? Sao ngày nào cũng ăn món này vậy? Riết rồi tôi ngán rồi đó. Tao nói mẹ ăn đi, nhắc hoài. Tôi thèm thịt. Ông có nghe tôi nói không? Tôi nói là tôi thèm thịt. Trời đánh tránh bữa ăn mà mày mất dạy quá. Tôi nói là tôi thèm thịt. Tôi muốn sống ở trên bờ. Tôi không muốn sống ở cái ghe này nữa. Ông có hiểu không? Em chịu cực bao nhiêu cũng được, để lo cho con sau này thôi anh ạ. Em không muốn sống ở đây nữa. Em không muốn sống ở trên ghe này nữa. Anh hiểu không? Tới rồi.
Ông già Nguyễn, già Nguyễn từ lâu không gặp mặt. Hà cớ gì hôm nay hắn nhờ cô gái tên Hoài tới tìm ổng? Nhưng người mình cần tìm là đại bàng. Biết đâu hai người là một. À có chưa? Ông già Nguyễn có biệt danh là Phù Thủy. Ông ta bị như vậy là do một tai nạn từ sau một đám cháy. Hiện đang làm việc ở bãi rác. Đi thôi. Chú có phải là chú Thủy không? Con từ chỗ anh Nguyễn tới. Thằng chó Nguyễn biểu cô tới hả? Dạ. Thằng chó. Nguyễn gửi chú. Cảm ơn nha. Chú, làm gì vậy chú? Nè, đó là đồng tiền dơ, cô cứu làm gì? Em đi đâu vậy? Quay! Anh buông tay ra. Coi anh làm gì vậy? Em đã gặp bồ dai phải không? Thì anh kể tôi đi chứ. Sao vậy? Tại tôi bị ép uống nhiều quá. Tưởng gì? Tôi chờ cô từ chiều giờ. Tôi đã đưa tiền cho ổng rồi. Thấy ổng khỏe không? Tôi không biết nữa. Nhìn ổng, tôi không biết là ổng có khỏe không nữa. Ổng có nhắn gì cho tôi không? Nhưng ổng đốt hết tiền rồi. Cô thấy ổng đốt tiền? Ừ. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Chú làm gì vậy chú?
Vòng từng ngày bình thường tích tắc đồng hồ quay vòng tích tắc giờ quay vòng tích tắc đồng hồ quay vòng từng ngày bình thường ôi không gian quanh đây bao người rộn ràng là thế đây thôi cho tôi đi ngay rời xa nơi đây một ngày nắng đã lên cao đôi mắt hao gầy vì phố xa thênh thang ánh nắng chói lóa thế mà bình thường đứng giữa lòng đường chút đi đừng chen vào phía dòng người bên kia wow 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 taxi chờ thêm một chút đi ngày nay là thế lòng đường đông ghê wow 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 oh wow wow oh 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 wow 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 oh oh wow wow oh 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 Sao anh lại tới đây? Sếp cử anh tới. Thiệt không đó? Không tin hả? Hôm nay thấy em lạ lắm ngang. Bản thân em cũng thấy mình lạ nữa mà. Vậy mới biết đời sống của những cô gái ban đêm phức tạp tới mức nào. Rượu, thuốc lá, ma túy, đàn ông và những tủi nhục. Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi. Anh buông tôi ra đi. Buông ra. Em điên rồi mới đi làm đi. Anh, sao anh dám nói tôi như vậy? Em khinh tôi, em coi thường tôi, mà bây giờ em bán thân nuôi miệng hả? Ủa? Dì ơi. Hoài, có chuyện gì vậy con?
Dì có thể cho con ở nhờ đêm nay được không hả dì? Thôi con vô nhà đi, vô đi con. Cảm ơn dì. Hoàng Văn Long có tiền án trộm cắp từ năm 1995. Biệt tài của lão là ảo thuật biến hóa. Vợ mất từ năm Nguyễn lên 2 tuổi, sống chủ yếu trên ghe cho tới năm 2010. Và từ đó tới nay sống chủ yếu ở thành phố. 5 năm nay lão và Nguyễn không gặp nhau. Theo em cũng không có gì để kiểm chứng được hết. Theo dõi lão thật chặt, bắt đầu từ hôm nay. Dạ rõ. Nè, con nhỏ kia là người mới hả? Dạ, đúng rồi đó chú. Làm đi. Dạ. Ê, sao mày lấy cái điện thoại của tao? Tao nói mày á. Dạ. Sao mày lấy cái điện thoại của tao? Ủa, tôi đâu lấy gì của chú đâu. Vậy chứ cái gì ở trong túi của mày? Trả đây. Đồ ăn cắp. Làm nhanh đi rồi vô ăn cơm. Dạ. Dạ. Mới vô nghề hả? Dạ. Vài bữa sẽ quen. Dạ. Đẹp vậy mà sao lại đi mần cái nghề móc bọc về bay? Cảm ơn chú. Cảm ơn gì? Đây nè. Thôi đi ông già, ăn cơm mà cũng không để cho người ta được yên nữa. Ăn đi em. Ăn đi, để có sức mà làm với tụi chị. Cảm ơn chị. Sao không quà gì Nguyễn? Cưới nhau đi. Khùng hả?
Xin lỗi. Vô đây Phương. À, Nguyễn, về đi. Kệ ổng, đừng có quan tâm. Nguyễn mê tôi, nhưng tôi đâu có mê đàn ông. Thư học hát ở đâu vậy? Học gì? Thì học hát. Thì tự hát. Nhảy cũng tự nhảy thôi, học gì mà học. Nhưng tôi thấy Thư nhảy rất đẹp và hát cũng rất hay nữa. Đẹp hả? Thật không? Ừ. Đi tắm xong không? Sao lại tắm xong? Thích. Thư sao vậy? Thấy lạnh. Thư chơi ma túy phải không? Người ta nói tắm mát một ngày 3 lần sẽ đỡ bứt rứt khi thèm. Nếu Thư muốn cai, tôi sẽ chỉ cách cho Thư, rồi sẽ cai được thôi mà. Đừng để bị phụ thuộc vào nó. Thật ra thì chỉ tốn tiền, còn lại nó giúp Thư được quên nhiều chuyện lắm. Thư muốn quên cái gì? Muốn quên đủ thứ. Nè, trời mưa sao ra đó ngồi khùng hả? Mẹ, trời mưa tắm mới mát chứ. Đúng là khùng thiệt rồi. Đúng là tụi mình khùng thiệt ha. Mà không những khùng đâu, còn sến nữa. Thư sến thì có. Thư mới là sến đó. Có đâu. Thôi xuống đi. Phương ơi, mát quá Phương ơi. Xuống đây nè. Xuống đi. Thư, cái gì vậy hả? Cô để đó con. Đã nói là khùng rồi mà, tự nhiên xuống sông chi cho Hà Bá giật chân vậy không biết nữa. Thư, Thư thấy sao rồi? Phương, mẹ, sao tự nhiên bị chuột rút quá? Thôi, con ở đây lo cho nó nha. Dạ. Qua xém chết đi nè. Em bị sao? Té sông. Có sao không? Còn sống.
Không sao thiệt chứ? Cảm ơn đã cứu Thư nha. Em, cho anh miếng đi. Thằng điên, mày làm cái gì vậy? Buông ra. Nè. Nè, buông ra. Để em. Buông ra. Buông ra đi. Mẹ mày, làm đi mà chảnh vũi. Buông ra. Buông ra. Chảnh mày. Thằng làm kia. Gì vậy? Buông ra. Mày muốn chết hả? Em say quá Nguyễn ơi. Lửa! Cháy! Cứu tôi với! À, cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Cháy! 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 Em chào thầy. Em ngồi đi. Xem lại ở đây. Dạ, em tới để chia tay thầy. Với lại em không biết sau này thầy với em có dịp nào để còn gặp lại nhau không nữa. Sao lại chia tay? Em nói gì nghe ghê vậy? Dạ, vì em định là sẽ không theo nghề này nữa thầy. Em nói chơi hả? Em là nữ duy nhất theo nghề này, vừa thông minh lại vừa giỏi nghề. Sao lại muốn từ bỏ? Lần đầu tiên em mới nghe thầy khen em đó. Thì thầy nào trò đó mà. Dù sao thì em cũng cảm ơn thầy. Nếu mà sau này có dịp nào thầy rảnh, thầy trò mình đi uống cà phê nha thầy. Xin phép thầy em về. Thank you.
Bây giờ tôi giống như là gánh nặng của em vậy. Nếu anh biết như vậy thì anh ráng mà cai đi. Bây giờ tôi phải đi làm đây. Tôi có để cơm trong bếp, khi nào anh đói thì hâm lên mà ăn. Tao nói mày một lần nữa, anh Thư là của tao. Tao yêu cầu mày từ đây về sau tránh xa anh Thư ra. Anh muốn gì? Tao lặp lại một lần nữa, mày nên tránh xa cậu ấy ra. Nếu không thì sao? Mày không hả mày? Nghe mày. Anh Nguyễn, anh có sao không? Yo, give me something to dance to. Give me something to dance to. Chào kỳ đến. Anh Thư đâu rồi? Giá điện thách rồi. Đứng lên đi. Nghe mọi người tránh ra, Dũng đi hiện trường. Đừng lên đi.
Rồi để điện chỉ trong tích tắc là cô chị đã sập rồi. Không thể nào giết chết một mọi người được. Vị trí của anh ta đứng đúng là vị trí điện rò rỉ mà. Vậy cái này bị giết hay là bị tai nạn? Để cha xem cái đã. Anh và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào? Hắn ta là một trong những tên hay ghé quán tôi chơi và rất ghét tôi. Sao nạn nhân lại ghét anh? Vì tôi được lòng các cô gái hơn anh. Thôi được rồi, bây giờ anh ký tên vào đây và có thể được về. Chào cô, mời cô ngồi. Tôi không có quen biết với người bị giết. Cô bình tĩnh đi. Đây là thủ tục rất cần thiết để xác định cái chết của nạn nhân. Cô cứ trả lời thành thật là được. Dạ. Cô cho tôi hỏi tên cô là gì? Dạ, tên Hoài. Alo. Alo. Em thấy Nguyễn rất đáng ngờ. Tại sao hắn lại nói với em là không nên đi trước khi xảy ra sự cố? Chẳng lẽ hắn biết rõ sẽ có vụ chập điện đó? Hắn vừa mới rời khỏi cơ quan. Em biết rồi. Em nhớ phải cẩn thận đó. Rõ. Nãy giờ cô theo tôi à? Hồi nãy anh nói xong việc sẽ về nhà anh mà. Anh quên. Về đi. Đi về đi. Nhưng đường khuya vắng quá. Taxi xe ôm thiếu gì? Nè, anh làm gì vậy? Anh tính kêu nhỏ đó vô đây ngủ thật á hả? Đâu biết em gì. Nè, cởi giày cho em đi.
Chân đẹp lắm. Chân em lắm buồn. Em ngủ đi. Anh còn thức hả? Tôi đợi em từ chiều. Mình đã giết chết tên giang hồ ở quán Ba Nguyễn. Theo anh thì hắn có phải là đàn em của Nguyễn không? Cậu có bằng chứng nào Nguyễn hoàn toàn không dính vào vụ này? Tôi biết rồi. Thằng đại gia này, nó có biệt thự trải dài từ Bắc vô Nam đó. Kiếm cách mà hốt nó đi. Vốn của mình bao nhiêu á thì lợi bấy nhiêu. Tụi nó khôn thấy mồ, bộ anh muốn hốt là hốt hả? Hốt không được thì khỏi đi. Đi làm chi cho mệt. Anh không muốn em đi hả? Chị đưa tiền cho em đi, bằng cái giá mà người ta trả em á. Anh sợ quá. Thôi nha, em không thích chơi trò đó nha. Tính mua bán với em đó hả? Đây là tài sản lớn nhất của lão phù thủy. Một gia đình trông rất hạnh phúc. Vậy mới biết cuộc đời không có gì là chắc chắn và bền lâu hết. Lão không có gì nghi vấn hết hả? Không. Mỗi ngày lão đi bới rác và chọc cười mọi người bằng những trò ảo thuật của lão. Lão cũng không xài di động luôn. Không. Lão nhặt được cái nào là bán để dành tiền hết. Chào chị Mai, chào anh Nam. Sao mắt em thâm quần vậy Phương? Dạ, tại hôm qua em thức khuya quá. Em phải giữ sức khỏe chứ. Biết rồi.
Hình ai vậy anh? Hình gia đình của Nguyễn. Người phụ nữ này em nhìn thấy quen quá, mà chưa nghĩ ra gặp ở đâu. Vậy đi em. Còn sớm mà, để cho em ngủ. Vậy đi, anh có chuyện muốn nói nè. Gì vậy? Làm vợ anh nha. Anh thôi đi. Chơi nữa, không cần thiết đâu. Chưa bụng đẻ con nữa. Em thèm. Chú, trước giờ chú có con cái gì không chú? Nhiều chuyện, hỏi làm chi? Thì tại vì con thấy chú sống của mình à, cho nên con mới hỏi. Thì bây đã thấy tao sống một mình rồi còn hỏi làm gì? Chú khó quá. Nè, mày có tin không? Tao có thể biến cái nón ở trên đầu của mày mất tiêu. Bây giờ nó đã trở thành là của tao rồi. Nè chú này. Chỉ có điều là tao chỉ biến được có đồ vật hả? Còn con người thì bỏ tay. Con người? Chú định biến quá luôn con người nữa hả? Ví dụ như tao biến con vợ của tao đang sống với một thằng đàn ông khác về đây sống với tao chẳng hạn. Vợ của chú? Đã lâu tao mới nhớ đến bà. Ví dầu cầu giáng đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Âu nghèo hèn gì đâu anh. Thank you.
Ba anh kể bà bỏ đi như vậy, một đi không trở lại. Đàn bà cái gì mà độc ác dữ vậy? Cho nên, nên em đừng bỏ anh mà đi đó, biết chưa? Mà sao bà lại bỏ đi vậy? Bộ bà không thương anh hả? Anh không biết. Vậy còn già anh đâu? Ông cũng tự sát chết rồi. Trời, thiệt hả? À, cứu tôi với! Có ai không? Ba ơi, ba! Ba ơi, ba! Ba! Vậy là tại anh bỏ đi. Mà sao anh lại bỏ đi? Ừ, anh là như vậy đó. Chán anh quá à. Vậy nên em phải mãi mãi ở bên cạnh anh. Nghe chưa? Sao được cưng? Trên đời này không có gì gọi là mãi mãi hết. Anh có cách riêng của anh, rồi em sẽ mãi mãi thuộc về anh thôi. Alo, anh nghe nhỉ? Anh có biết em đã gặp con hay không? Em nói ai? Cô học trò của anh đó. Ý em nói là Thương đang hát ở quán bar. Đúng vậy. Em còn đang hát một mình. Vì sao cô ấy xuất hiện ở bar này? Mẹ em. Chịu anh chút nè.
Đánh tao mày. Cô có sao không? Nước đi. Tôi không sao. Sao rồi em? Cũng may là cô chưa nhìn thấy em đó. Anh sốt ruột quá. Điện thoại cho Thương vẫn chưa được, cho nên chưa nói được gì hết. Bây giờ em tính sao? Phải tìm cách để cô rời khỏi ba đó. Vì đâu một bác sĩ pháp y tương lai lại chấp nhận làm việc ở vũ trường như vậy. Từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của cổ. Cách đây vài hôm cổ có gặp anh và nói là không muốn làm trong ngành nữa. Thôi, chuyện đó mình tính sao đi. Quan trọng trước mắt anh phải tìm cách để cổ rời khỏi đó. Chứ nếu cổ còn ở trọng, em không làm việc được đâu. Được rồi, để anh tính. Con bé đó. Hay là mình đi tìm đi. Dạ, đi hả? Rước này. Trời ơi, ở đây nè. Đây nè. Trời ơi, con ai mà bỏ vậy nè. Hên nó còn sống. Lại là con nít à? Đứa bé này là con của ai vậy? Mọi người có biết không? Ở trong bãi rác này á, lâu lâu tụi tôi cũng thấy xác con nít, nhưng nó là đứa đầu tiên còn sống đó. Đưa nó vô nhà liền, nắng chết nó bây giờ. Đi. Thôi đi vô. Trời, tội đứa nhỏ quá. Ví dầu. Dí dầu. Dễ thương quá ghê dầu. Ủa nó dễ thương quá chị. Dí hoa. Dí lại nha con. Cưng quá Dí trâu vô chuồng. Ngoan đi. Nghiệp ghê á. Dạ. Đi đâu mà mày lọt vô đây hả? Để tao. Ôi thôi ngoan. Tao cho mày bú mà. Nè. Bú sữa nha con. Nè.
Đưa cái quạt coi. Ông quạt cho mát nghe. Nè 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 nè, thương nha. Mâm mâm nha. Thấy nó ghét chưa? Mâm mâm nè. Bà nó dễ thương vậy đó. Vậy mà cha mẹ của mày á, nỡ lòng nào bỏ mày ở bãi rác. Đúng là thứ đồ khốn nạn mà. Chú, bây giờ mình tính sao giờ? Hay là mình mang lên chùa? Mang lên chùa được á. Thấy cưng quá à. Chắc là phải gửi nó vô trong chùa. Nó được học hành nữa. Đúng rồi. Để nó có chỗ nương tựa. Đúng rồi đó. Đúng. Thấy không? Chú nói có lý nè. Thương. Nín đi con. Thương à. Con kèo thấy ghét chưa? Coi bộ chú thích trẻ con quá ha. Con nít ai mà không thương. Con nít là thiên thần. Thiên thần. Chỉ có người lớn như tụi bay á mới là thứ ác quỷ. Trời ơi, chú nói thiệt quá. Thương, giỏi chưa? Nín rồi. Giỏi ha. Em tìm được chị Phương. Có rồi nè anh. Cậu bé tên Nguyễn Thanh Sơn, 4 tháng tuổi. Đây là chân dung của cha mẹ đứa bé. Cả hai đều dính tiền án tiền sự về ma túy. Em chỉ tìm được nhiêu đó thông tin. Họ không phải là công dân thành phố, họ ở Đồng Nai. Họ tàn nhẫn quá. Cũng may là tìm được đứa bé, chứ nếu không có thể đứa bé đã chết. Cần phải cách ly đứa bé ra khỏi cha mẹ, ở gần họ đứa bé có thể gặp nguy hiểm nhiều hơn. Người ta nói hổ dữ không nỡ ăn thịt con, vậy mà họ. Vậy chị Mai đã đem gửi đứa bé vô chùa hả? Dạ, hiện chị Mai và lão phù thủy đang ở đó. Lão phù thủy gì? Lão luôn thể hiện lão là một người tốt bụng. Giờ mày vô đây ở nha. Chừng nào tao rảnh con thì tao ghé thăm. Trời, coi kìa. Ngoan nha. Giỏi nha. Dám bỏ con, đồ khốn nạn. Ở đây nó sẽ không bị thú dữ ăn thịt. Em ơi, mẹ kêu ru em về nhà ăn cơm kìa. Anh hẹn cuối tuần đi. Biết cuối tuần cô rảnh không? Lỡ hẹn mẹ trước rồi mẹ trong nữa. Anh gọi cơm trước luôn rồi đó hả? Dù đáo quá. Mời anh chị. Cảm ơn em. Em phải ăn nhanh rồi còn phải quay về bãi rác nữa.
Mới có mấy ngày mà nhìn em đen thui. Nè, ăn thêm đi cho nó có sức. Lão phù thủy không có gì sơ suất hết. Em thiệt không thể nào tin ông ta lại có thể là đại bàng, người đã gieo cái chết trắng cho cả thành phố này. Nguyễn không liên lạc với ông lão thêm lần nào nữa, kể từ sau khi quay tới tìm lão. Bị sao vậy? Bị xe lửa tông. Anh Minh, hình như đây là... là cha mẹ của đứa bé ở bãi rác. Hình như là họ bị tai nạn. Cả hai vợ chồng đang thất nghiệp và đang nợ nần chồng chết. Bề ngoài có vẻ như họ đã chuẩn bị cả nhà cùng chết. Hay là họ đã ở tận cùng của nỗi tuyệt vọng, quyết định bỏ đi đứa con của mình để chọn lấy một cái chết đau đớn và tàn khốc. Đó là lao đầu về đoàn tàu để tự sát. Đi, qua đây. Nè, bà bỏ nó vô đây đi. Trời ơi, ở đây có người, trước sau giờ nó cũng được cứu à. Nhanh nhanh đi, để vô. Lẹ đi, để người ta thấy là chết đó. Lên đây con. Đây đây, lo vô đây, để cầm mát nè. Đi, nhanh lên. Lẹ. Đi. Con. Trời ơi. Con. Đi, trời ơi. Nánh đi, mẹ không muốn bỏ con đâu con. Mà đi lẹ đi bà ơi. Mẹ thấy thương con là chết lắm đó. Đi. Con ơi. Đi. Con ơi. Con. Đi, đi, nhanh lên. Con. Đi mà. Alo, em đang ở đâu vậy? Sao tôi gọi em hoài mà không được? Tôi đang cần em giúp. Dạ, em xin phép thầy. Dạ, 15 phút nữa em có mặt được không thầy? Được rồi. Nè, hình như cô đang say rượu, nghe giọng nói mệt lắm. Vậy lát nữa cô tới đúng không? Ừ.
Bây giờ tôi sẽ mổ xác người chồng trước. Ừ, anh làm đi, em ra ngoài ha. Khoan đã. Ở lại đây chơi cho vui. Cái anh đi. Nạn nhân có bao heroin bởi một màng mỏng rồi cấy dưới da để thuốc phóng thích từ từ. Nhưng bao thuốc đột nhiên bị dở và phóng thích quá nhiều gây ngộ độc. Em nhanh tay lên, phụ tôi mổ cái xác này. Xin lỗi thầy. Hình như em vẫn còn say rượu đúng không? Dạ. Em cảm ơn thầy. Gia đình em có chuyện buồn hả? Cứ kể cho tôi nghe đi. Giờ đang ở trong bệnh viện. Mà bây giờ phải cần một số tiền rất là lớn. Thầy có biết số tiền đã lên tới 1 tỷ lần. 1 tỷ mới đủ tiền để ba em ghép tủy. Vậy là ba em bị ung thư hả? Nhưng mà em đi làm ở vũ trường, lấy đâu ra 1 tỷ để lo cho ba em? Tại sao? Tại sao thầy? Tại sao thầy biết em đi làm ở vũ trường hả? Muốn kiếm đại gia thì cô cần phải sanh đều hơn nữa. Tôi không biết. E dè như cô cũng có điểm đáng yêu đó chứ. Nhưng mà đại gia sẽ mau chán cô lắm. Vừa phải tỏ ra trong sáng, nhưng vừa phải tỏ ra sỏi đời nữa. Có như vậy
đàn ông mới đeo cô như điếu đổ. Những thỏa thuận, tiền hoa hồng sẽ là 30%. Và dẹp ngay cái kiểu giả này đó đi. Dám chơi dám chịu, khóc lóc giải quyết được gì hả? Có người sẽ đưa cô đi làm đẹp, tiền đầu tư tôi sẽ tính với cô sau. Đi theo tôi. Anh về sớm chút cũng được mà. Em sợ Ngọc Anh nó buồn. Anh xin lỗi. Anh rất muốn. Thôi được rồi, nếu anh nói vậy thì thôi. Em sẽ cố gắng làm cho con vui trong sinh nhật lần này. Em và John. Em sẽ tổ chức sinh nhật cho con ở nhà hàng. Có rất đông bạn bè của con tới dự, chắc là con sẽ vui lắm. Em sẽ an ủi nó. Vậy ha, chào anh nha. Thấy hoàng hôn đẹp không? Chú cũng lãng mạn quá ha. Tao nói giỡn đó. Đẹp cái con khỉ. Mày tới đây làm gì? Tới thăm ông. Tao rất cần. Lửa! 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 Tắt đi! Tắt đi! Tắt! Ông vẫn sợ lửa? Ông làm tôi buồn cười thiệt đó. Một tính trùm mà lại sợ lửa. Nguyễn gọi ông lão là ông trùm. Chú, cô làm gì ở đây? Dạ, con thấy nhà chú có khách cho nên. Nghe lén phải không? À, dạ đâu có. Nhìn cái mặt cô là biết rồi. Dạ đâu có. Nãy thấy chưa ở trong, giờ thấy tôi ngoài này, ngạc nhiên lắm phải không? Kiếm cái này phải không?
con xin lại. Giỡn chơi với cô một chút thôi chứ ai thèm lấy của cô làm gì.